Rồi, hello, chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại video mới nhất của mình. Thì sáng nay chúng ta đã có mặt tại cái huyện Ngọc Hồi của tỉnh Kon Tum ha. Thì tỉnh Kon Tum có một thành phố, đó là thành phố Kon Tum và chín huyện. Thì chiều hôm qua chúng ta đã đi ngang một cái huyện gọi là Đắk Lây. Sau khi đổ cái đèo ngoạn mục, đèo Là So. Thì hiện tại sáng nay chúng ta đang đứng ngay bùng binh của trung tâm huyện Ngọc Hồi ha. Đây là quốc lộ 14, cũng là đường mòn Hồ Chí Minh ha các bạn. Hướng này là chạy về đèo Lò So, đó là khoảng sáu mấy 70 cây về cái huyện Đắk Lây. Rồi sáng nay chúng ta sẽ chính thức đi khám phá và tham quan một cái huyện của tỉnh Kon Tum, đó là huyện Ngọc Hồi. Đây là cái bùng binh rất là lớn tại trung tâm. Bên phía bên này là trung tâm hành chính của huyện Ngọc Hồi. Vào ghé quay luôn. Các cơ quan ban ngành của huyện Ngọc Hồi, đây là kho bạc nhà nước. Văn phòng đất đai này, ủy ban của huyện Ngọc Hồi. Phía trước là hội trường của huyện Ngọc Hồi. Đường này có tên là đường Phạm Văn Đồng. Bên này là huyện ủy. Cuối con đường là cái hội trường, hai bên là các cơ quan ban ngành, ở giữa là cái công viên khá là lớn. Này là đường Nguyễn Văn Linh. Đây, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc của huyện Ngọc Hồi. Rồi, chúng ta tiếp tục cái đường quốc lộ 14, hay gọi là đường mòn Hồ Chí Minh năm xưa đó. Trung tâm của huyện Ngọc Hồi thì đổi đường này là đường Trần Phú các bạn. Đây khung cảnh vào lúc 8 giờ sáng tại huyện Ngọc Hồi. Ngọc Hồi đi vô trung tâm, đường dẫn vô trung tâm khoảng 3 cây nữa. Đây đường Lạc Long Quân. Bắt đầu là những con đường đồi dốc.
Sau khi chúng ta đi đường ven biển rồi, bây giờ là đi đường đồi dốc. Đây thuộc thôn 6. Thì huyện Ngọc Hồi này có một thị trấn, đó là thị trấn Leo Khần và 7 xã các bạn. Nguyên ngày hôm nay chúng ta sẽ đi khám phá vùng đất huyện Ngọc Hồi của tỉnh Kon Tum. Bên này có trung tâm tiệc cưới nè, cây giống, cây trồng, bà con ở đây trồng cây cao su, cây keo, cây cà phê. Vùng đất Tây Nguyên là vùng đất cà phê mà. Bắt đầu lại đổ dốc. Diện tích của huyện Ngọc Hồi cũng khá là lớn. Đi về Đắc Tô là khoảng 20 cây, 21 cây nữa. Rồi chúng ta chính thức đi vào trung tâm của huyện Ngọc Hồi nè. Bản đi vô khu dân cư nè. Đến đây cái con đường được nới rộng ra. Mỗi bên hai lên đường, bốn lên đường. Ảnh mua bán trên con đường Trần Phú, thị trấn Leo Khần của huyện Ngọc Hồi. Huyện Ngọc Hồi là một trong 9 huyện của thành phố của tỉnh Kon Tum. Và huyện Ngọc Hồi cũng là huyện đặc biệt nằm ngay cái khu vực ngã ba Đông Dương các bạn, bao gồm ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia. Xăm ba tỉnh thành thì có hai tỉnh có ngã ba, đó là tỉnh Kon Tum này với lại tỉnh Điện Biên các bạn. Tỉnh Điện Biên thì giáp với ba nước đó, Việt Nam, Lào và Trung Quốc. Còn tỉnh Kon Tum này là Việt Nam, Lào với lại Campuchia. Sau video này mình sẽ đi quay cái ngã ba Đông Dương đó cho các bạn coi. Đường đang lên dốc, đường Trần Phú, quốc lộ 14 hay là đường mòn Hồ Chí Minh năm xưa. Cảnh bà con ngồi uống cà phê, ăn sáng. Đây, chúng ta sẽ gặp một trường tiểu học số 1 thị trấn Leo Khần, đạt tiêu chuẩn quốc gia luôn. Ngôi trường khá là đẹp. Đây có hát của Yamaha, cửa hàng mua bán xe gắn máy, sửa chữa xe gắn máy. Buổi tối hôm qua ở lại đây 7:30 là nó vắng queo luôn. Ăn uống là không có sự lựa chọn. Cơm với lại bún vậy thôi, cơm với bún, bún thì bún bò. Rồi hủ tiếu khô Gia Lai. Phía bên này là công an của thị trấn Leo Khần. Đây chúng ta chính thức đến ngay cái bùng binh ngã ba lớn của trung tâm thị trấn Leo Khần của huyện Ngọc Hồi. Phía bên phải là khu đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ các bạn. Quẹo trái đi Kon Tum là 60 cây nữa. Quẹo phải này là đi cửa khẩu Bờ Y, cửa khẩu quốc tế nha các bạn. Thank you.
mười mấy 20 cây nữa. Sau video này chúng ta sẽ đi về khu đó. Đây ngã ba AH17 đường quốc lộ 14 đó. Kia có cây bồ đề, nhà bia tưởng niệm tại trung tâm thị trấn Leo Cành. Đây tập đoàn VNPT, cảnh sinh hoạt vào buổi sáng. Đường này là đường Hùng Vương nha các bạn, đường Hùng Vương tại trung tâm thị trấn Lây Cành của huyện Ngọc Hồi. Hai phía bên này có bưu điện của thị trấn, cảnh mua bán kinh doanh tại con đường chính, đường huyết mạch, đường Trần Phú, và đường này là đường Hùng Vương. Đường Hùng Vương thì cảnh mua bán đông đúc hơn nhiều. Đây đường huyết mạch kết nối về trung tâm của Đắc Tô. Đây bên phải là trường trung học phổ thông Nguyễn Trãi nha các bạn, cơ sở 2, vậy là có cơ sở 1 nữa. Chúng ta quẹo vô bên trái có cái ngôi chợ các bạn. Đường Hùng Vương đang lên dốc. Đây quẹo trái vô khu chợ, đường Đinh Tiên Hoàng, mua bán trái cây là chính, rau củ quả nè, quầy thịt, rồi bánh xèo nhìn hấp dẫn không. Hải sản, cá có luôn, gà, vịt, vịt sim rất là nhiều. Hải sản, ốc, cá đầy đủ, gà. Rồi chúng ta đi lên một cái con dốc đứng luôn. Phía bên phải là ở khu lòng chợ. Tiệm tạp hóa, hải sản, chè kìa, mua bán chè. Hơi bị ngược sáng rồi, xui quá. Chả cá, đây phía bên phải khu vực chợ đồ hũ, thịt, cá, có cua luôn nha, có cua, mực, những hộp mực. Ốc, cua, lươn, bún. Buổi sáng 8 giờ mà chợ thấy vắng vẻ vậy nè. Đây gọi là khu chợ tạm thị trấn Leo Cành ha. Chợ tạm. Trời, cá chơi bự quá trời bự luôn. Cá diêu hồng. Đăng cái chi? Khu vực tỉnh Kon Tum là vùng đất của người Ba Na khai quật khám phá ra các bạn. Và người Kinh là người đến đây sinh sống đông. Chủ yếu là người khu vực người Quảng Nã, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, và sau này là người Bắc đến sinh sống rất là đông. Chuối cam, cảnh mua bán họp chợ. Trời, cảnh bà con ngồi uống cà phê rồi. Đường này có tên là đường Hoàng Văn Thụ.
chúng ta gặp ngay cái ngã ba Mũi Tàu giao nhau đường Hùng Vương ha. Chạy khoảng chừng 100 mét là đến ngay chỗ ngã ba nãy chúng ta quẹo á. Đến ngã ba này, bên này là đường Hùng Vương, còn sau lưng chúng ta là đường Hoàng Văn Thụ. Tiệm sửa xe, buôn bán giày dép, nón, khu vực trung tâm mà. Đi thẳng qua đường Hoàng Thị Loan. Hàng quán bán ăn sáng, bún chả Hà Nội, xôi gà, măng cá, bánh mì, thế giới phụ kiện, cắt tóc gội đầu nam nữ, có logistics nè. Tiệm bánh mì, tiệm cơm, khu vực này 3 tiệm cơm kế bên nhau luôn. Tối đi tìm cơm thì mấy tiệm này đóng cửa hết rồi. Đây, có quán mì cay, ăn vặt, pizza, gà rán, khách sạn, nhà nghỉ, tiệm thuốc tây, một cái quán lẩu bò, cửa hàng bán đồ nông nghiệp. Bên phải có trạm xăng dầu ngay trung tâm của thị trấn Leo Cần, huyện Ngọc Hồi. Nó quẹo phải là ra đường Hùng Vương ha các bạn. Chúng ta đi tiếp đường Hoàng Thị Loan, đi khám phá cuộc sống của người dân tại huyện Ngọc Hồi. Phía bên phải là trường học ha các bạn, trường cấp 3, cơ sở 2. Khung cảnh mua bán, đi thẳng là ra đường Hùng Vương. Chúng ta quẹo trái đi, rồi tiếp tục thả dốc. Sẽ gặp những cái con suối. Tôi có tiệm bánh qua cây cầu mới xây, đường lát vỉa hè mới thanh nè. Trời ơi, đây có Ngọc Hồi cổ trấn, nhà của đại gia, nhà của đại gia ông ơi, quá trời lớn luôn. Đường A Gió đường A Gió, tiệm hớt tóc hay quán cà phê nữa. Đây, một cái quán cà phê, quán hải sản, quán ăn nhậu. Đây tiếp tục những quán cà phê. Đây có cái nhà sách Yên Phi. Nhà sách Yên Phi. Cảnh lên đèo dốc, đi khu vực Tây Nguyên là phải vậy thôi, đường đèo dốc mà thôi. Đây ra đến đường Lê Lợi ha các bạn. Quẹo phải vô đường này là đường Hai Bà Trưng. Bên phải này là gì, trung tâm văn hóa rồi. Nhà văn hóa thể dục thể thao của huyện Ngọc Hồi, thị trấn Lây Cần. Đây trên đường Hai Bà Trưng, ở giữa tiệm đường, hệ thống cây xanh cũng khá là đẹp, dùng cây cao. Phía bên này là cây cao su,
tuổi thơ, nhà nghỉ, khu du lịch, vui chơi, giải trí gì đây nè. Phá sản dẹp bỏ hoang tàn, cảnh hoang tàn. Phía bên xa xa đó là đường đi thẳng xuống rừng rậm vẫn còn. Đây tiếp tục trên đường Hai Bà Trưng một nhà đại gia nữa. Cơ sở in ấn nhà Mai. Bên này là tổ dân phố 7, khu phố 7, đường Nguyễn Thị Minh Khai. Tất cả đều có tên đường hết. Quán nhậu. Đường này là đường Lê Văn Tám. Tiệm xì ba luôn, mấy chị em phụ nữ chăm sóc sắc đẹp luôn. Shop mẹ Putin, trời ơi dữ luôn. Lấy tên tổng thống luôn. Cửa hàng giày dép mẹ đô la. Đây, chúng ta ra đến đại lộ Hùng Vương lại rồi. Hướng đó đi về Đắc Tô, đây hoành lại khu trung tâm trên đường Hùng Vương, thị trấn Leo Cành của huyện Ngọc Hồi. Quán phở, mì Quảng, bún bò Huế. Bên trái có điện máy xanh Thế Giới Di Động. Ngay góc ngã ba nãy đường Nguyễn Thị Loan nè. Phía bên phải nãy chúng ta đi ra từ ngôi chợ. Phải là những con đường đi vô khu chợ ha. Khu vực cấm bán vỉa hè nè. Đây có ban quản lý chợ thị trấn Lây Cành. Bên đó là các cửa hàng phụ tùng xe hơi, khách sạn. Đây tiệm vàng. Có một đoạn ngắn tí xíu đường Hùng Vương là kinh doanh mua bán đây. Khá là liền lạc, san sát nhau. Đủ các mặt hàng. Và có hai cái ngân hàng. Bên này là ngân hàng Vietinbank nè. Còn bên này là ngân hàng Sacombank. Phía xa xa đó là cái trạm xăng dầu nãy đi đường Nguyễn Thị Loan đó. Tại đây có ba ngân hàng lớn ha, Sacombank, Vietinbank và Vietcombank. Tiệm vàng chưa mở cửa nữa nè, tiệm đồng hồ. Nãy chúng ta quẹo phải vô khu chợ ha. Đường bên đó là đường Lý Thái Tổ. Đường Lý Thái Tổ chạy cắt ngang đường Nguyễn Thị Loan. Đại lộ Hùng Vương. Phía bên kia là trường cấp 3 cơ sở 2. Phía bên này kinh doanh mua bán vật liệu xây dựng. Trung tâm xe gắn máy. Trường cấp 3 là trường Nguyễn Trãi.
Rồi sáng nay cũng đi quay cho các bạn coi cuộc sống của người dân tại thị trấn Lây Cần của huyện Ngọc Hồi. Huyện Ngọc Hồi là một trong 9 huyện của tỉnh Kon Tum. Kon Tum có một thành phố, đó là thành phố Kon Tum, và 9 huyện. Chúng ta ra lại góc ngã tư đi về trái là 14C, phải là đường 14 hồi nãy chúng ta đi. Bên này là ngân hàng Vietcombank ha. Đây công viên đường Trần Phú giao nhau với đường Hùng Vương. Đi thẳng đó là đi về cửa khẩu biên giới Bợi là khoảng 20 cây các bạn. Rồi kết thúc video này mình sẽ đi về khu cửa khẩu đó quay cho các bạn coi ngã ba Đông Dương. Rồi mình xin kết thúc video tại đây. Chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Các bạn nhớ bấm like và chia sẻ video giùm mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.